Ok, bữa nay thầy, bữa nay tôi muốn đi theo Jack lên thầy. Tôi nhớ lại Karen bữa nay lẫn á, thầy Karen hôm qua, tôi mới gặp hôm qua rồi luôn. Trong mùa thu này, cà phê kìa, tôi muốn làm với Stephanie luôn. Tôi khổ là thầy, tôi phải về nói cho Tom biết lẫn á. Thầy Tom làm nhớ lại Cassie, rồi tới thêm Karen làm tôi nhớ lại Jack lên luôn. So, tôi phải nói cho Andrea biết, chồng của Andrea biết, tôi buồn về Jack lên, Andrea hai vợ chồng nó không có chịu liền lẫn á. Karen biết là Karen cũng đau lận. Rất là buồn lắm lận á, tại tôi muốn đi chắc là một khách sĩ đây. Nhắc tới Tom với Karen lận. Giờ tới con Andrea luôn lận. Yep, rồi tới tôi buồn quá à, tại đây tôi bị Karen với Tom luôn. Tại tôi muốn đưa cho Tom show thấy cái này lận á. Tại tôi muốn qua giờ tại năm nay tôi mới cộng thêm Myra Daniel Gian Justin Carmen là chị của Justin với thêm Katie Allison của OC làm tôi năm nay trở về với thằng Katie luôn lận á. So tôi phải coi lại Katie Allison luôn trước. Yep, ok, mai tắt cái này nha. Alright, bye bye nha.